Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần tiếp theo trong ngày hôm nay. Hôm nay thì mình sẽ làm 3 cái video liên tiếp trong một ngày. Thì hôm nay cũng rảnh mà. Trời nó u ám sắp mưa, ở nhà không có gì làm. Tiện thể là tranh thủ làm cái video cho mọi người. Thì phần tiếp theo thì là chúng ta sẽ đến với cái phần mà chúng ta sẽ chọn cái loại cọ như thế nào để vẽ. Trước tiên thì vì cái phần này nó cũng ngắn ngắn mà, cho nên là mình cũng phải khoe chút nhỉ. Đó, thì mình vừa mới lại vẽ xong một cái phôi cá sản phẩm nhỏ nhỏ thôi. Đây đó, ở bên bên ngoài thì nhìn nó rất là đều và nét, bên trong nhìn nó bị vỡ vỡ ấy. Chắc là do cho trời tối nó bị vỡ, mình bật đèn mà. Đó, thì khi mà chúng ta học xong một cái hai cái video nữa thì chúng ta sẽ tập vẽ những cái con cá đơn giản như này thôi, một màu thôi, làm sao cho chúng ta vẽ nó cảm giác nó chân thực nhất có thể, con cá nó sẽ đẹp hơn. Vì mình cũng đang định là làm những cái video mà vẽ về những con vật chẳng hạn như là tôm hay là con cáo chín đuôi hay là ếch ủng đấy, nhưng mà thấy là cũng có thể nó chưa cần thiết đâu, vì là mọi người cũng đang trong cái giai đoạn mà mới bắt đầu, thì cũng nếu mà làm những phần mới quá thì nó có thể là nó hơi nâng cao một chút thì nó hơi khó hiểu. Cho nên chúng ta cứ bắt đầu từ từ nhá, cứ từ đơn giản lên nâng cao dần, đúng bài bản, muốn nhanh là phải từ từ đó. Đó, thì mình đã ý định là nếu mà làm xong thêm một hai cái video nữa thì chúng ta sẽ chia sẻ về những cái kinh nghiệm vẽ những cái dòng này, lên màu hay là lên khối như thế nào, mắt mũi hay là miệng đuôi vây ha. Thế nhá. Vì mình biết là những cái anh chị hay những bạn nào mà theo dõi cái kênh của mình ấy, chắc chắn là trong cái khoảng thời gian trước cũng đã rất thích những cái bộ môn này và tìm hiểu rất là nhiều rồi. Nhưng mà không thể nào mà tìm được cái địa điểm hay là không có điều kiện để học tập. Cho nên là các anh chị đã lãng, rất thích rồi và nản, và có thể là thôi chúng ta buông xuôi. Nhưng mà chắc chắn là cái luật hấp dẫn là vũ trụ sẽ đưa anh chị đến đây. Những anh chị nào mà xem coi video này là chắc có thể rất là thích và cho rằng đây mới là phương pháp để bắt đầu từng bước một chúng ta dẫn đến thành công trong cái bộ môn này, và rất có hứng thú với bộ môn này. Vì chúng ta đang trong một cái trường năng lượng cùng thần số, thì có thể gặp được nhau là một là cái duyên. Thì các anh chị có thể là cứ theo dõi các video từ phần 1 đến những cái phần tiếp theo đến phần nâng cao, thì mọi người sẽ có một cái kiến thức cơ bản nó đủ để chúng ta tự phát triển thêm theo khả năng của từng người một. Thì chúng ta sẽ hôm nay đến chọn loại cọ. Thì nhiều anh chị cũng không thể là chọn được những loại cọ nó giống cọ của mình, thì mình sẽ đưa ra những cái loại cọ nó có đặc điểm, nó cơ bản, nó chung chung. Thì anh chị nếu mà gần những cái văn phòng phẩm mỹ thuật nào ấy, thì có thể ra chúng ta chọn một đống về, chúng ta sử dụng hợp cái nào thì ok dùng cái đó. Thì ban đầu thì mình cũng không có ý định là mình biết được cái loại cọ nào để vẽ đâu. Mình cũng ra mình ôm một bó về rồi mình chọn lọc dần đấy chứ. Thì các loại cọ thì mình sẽ chia ra loại là 3-4 loại gì đấy. Loại thứ nhất là loại vẽ vây cá này. Đó. Loại thứ hai là vẽ những cái dạng dáng cá, thân cá đấy, những cái mảng lưng hay là gọi là những cái mảng màu lớn. Và dạng thứ ba là vẽ vảy cá. Thì trước tiên là chúng ta sẽ đi đến cái loại vẽ vây cá. Vây cá thì mình dùng loại này. Đây là thực bây giờ là mình đang dùng loại này. Các anh chị có thể xem cái nhãn hiệu của nó này. Cái bộ này nó tầm 120.000 đến 150.000. Những cái chỗ nào nó bán giảm giá thì nó còn 85.000, 80.000. Đợt khuyến mại nó ấy. Vì nó ủ hàng quá lâu rồi. Chả ai biết là cái bút này để làm gì. Nhưng mình dùng được thì mình mua thôi. Những cái bút này trên thị trường người ta cũng ít mua lắm.
những đặc điểm cơ bản của nó. Về cái lông bút này, phần đầu lông bút này, nó sẽ là bút đầu nhọn này, thun nhọn này. Tất cả những cái dòng bút thun nhọn đều vẽ được vây cá, tất cả nha, thun nhọn như này, thun nhọn. Cái này bút này vẽ cũng được, cái dòng này vẽ bán rất nhiều này, ban đầu vẽ cũng rất ok, rất tốt nhé, không vấn đề gì cả. Cái này anh thấy cái này vẽ được, nhưng mà cái thời gian sử dụng của nó thì nó nhanh hỏng thôi, vẽ được 1 tuần 2 tuần thì nó bị cứng bút, thì mình vẽ cái vây cảm giác nó bị sơ sơ cái nét bút đấy, sơ sơ cái nét nét màu ấy, thì là mình không dùng thôi, còn ban đầu dùng được hết không có gì cả, cứ cái bút cái dòng này là vẽ được. Còn mình dùng cái dòng này là do là nó bền thôi, nó bền vẽ nó trơn tru, nó rất là bền, cho nên mình không muốn là mua nhiều loại bút mua về thì nó rất là tốn tiền, chi phí nó vẽ nó không đắt. Làm sao cho cái lông, cái sợi lông này, cái dạng bút thun nhọn này, cái sợi lông là nó rất là mảnh, nó mảnh, nó mềm. Thì khi mình vẽ được thời gian nó rất là lâu thì nó cũng không, cái độ cứng của nó cũng không cứng lắm. Mà khi mà vẽ được khoảng độ 1 tuần hay là 2-3 tuần hay 1 tháng, những cái cặn màu này nó đọng trong cái gốc này hay nó đọng trong cái thân này, mình phải làm sạch nó đi, mình phải vệ sinh cái bút đi, thì cái bút nó sẽ, cái tuổi thọ nó bền hơn. Bằng cách là chúng ta sẽ ngâm trong xăng nhá, xăng các loại xăng, mấy cái loại xăng đổ trong xe máy ấy. Đấy, ngâm vào xăng thì rửa sạch rất là bút rất là sạch. Dầu hỏa thì không sạch bằng xăng đâu, xăng rất là sạch, cho ngâm lau sạch, chúng ta xì khô cho nó, để bảo quản bút rất là lâu, để bút vẽ vây cá. Còn loại bút thứ hai là, nếu đặc điểm chung của bút vây cá là như thế, bút đầu nhọn, lông nhỏ mềm. Cái bút này thì nó, nếu mà mua lẻ thì nó tầm, mua lẻ bên ngoài nó bán có nhiều cái dòng khác nhau ấy, thì nó có tầm từ 30.000 đến 40.000 một cái, có cái để 20.000, 23.000. Tiếp theo là đến bút vẽ mảng lưng, vẽ dáng cá đấy, cái dáng của con cá đấy, vẽ mảng. Thì mình thì hiện tại thì mình đang sử dụng cái dòng bút mà đây này. Để khi để tự nhiên thôi, nó sẽ như này. Còn khi mà chúng ta làm bẹt cái bút ra, đó thì nó cái dạng góc vuông, chứ nó không nhọn như cái dạng bút vẽ vây cá vuông này. Thì khi chúng ta vờn mảng thì nó sẽ dễ hơn. Đấy, chúng ta vờn mảng bẹt ra thì nó rất là dễ trong việc vờn mảng chuyển khối. Cái lông này rất là mềm, cái bút này trước mình mua nó đắt lắm, cái bút này vì cái thị trường họ cũng vì nó đắt mà cho nên người ta cũng ít mua. Trước mình mua cái bút này trên số 42XQ Hà Nội nhá, gần cái trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam ấy. Trước mình học ở trên đấy, gần trên đấy. Thì nếu mà các bạn nào gần đấy thì các bạn ra chọn những cái bút đây, nó có cái dòng chữ này, chữ tàu mình chả biết là chữ gì luôn. Hình như là cái bút này trước mình mua là nó bán cùng một cái bộ 4 thân của nó, hình như là 100 bao nhiêu nghìn đấy, 150 hay là 100 bao nhiêu tiền đấy, nó đắt, bút là đắt. Nhưng mà được cái là cái bút này mình vẽ từ đầu tiên đến bây giờ mà vẫn chưa hỏng. Trước mình có lỡ là mình nhúng vào cái dung môi đấy, nó bị keo còn cứng đơ, nó cứ một chọc vát cái tay ra. Nhưng mà ngâm vào xăng xong này cứ ngâm đấy một ngày thì tự nhiên bây giờ thì nó lại chúng ta trở lại bình thường, rất là mềm. Cái sợi này mình không biết là sợi tự nhiên hay sợi hóa học, nhưng chất lượng rất là tốt, rất là bền, rất là lâu. Nhưng mỗi tội nó hơi đắt một chút thôi, nhưng mà được cái là tuổi thọ nó bền, không biết bao giờ nó hỏng nữa, nó thực sự là như thế, vì nó cái lông nó không cứng. Cứ mỗi lần cứng thì mình để vệ sinh thì nó lại trở lại bình thường, khó sấy thoải mái. Đây nó có cái mã hiệu này, các anh chị xem lại này. Đặc tính là khi mà nó bẹt ra thì nó cái dạng vuông này. Tiếp theo là mình sẽ vẽ đến
Đấy, các anh chị cứ chọn là không không nhất thiết là phải cái bút này đâu nhá. Cứ chọn cái dòng nào mà cái nó có đặc tính cái lông này nó mềm này, nó mỏng này, khi mà làm bẹt ra làm bẹt ra thì nó có dạng vuông vuông đầu như thế này. Độ dài của nó thì nó tầm 1 cm thì nó rất thích hợp với lại vườn mảng. Tiếp theo là mình sẽ đến cái dòng bút mình vẽ vây cá, à vẽ vẩy cá, rất hay nhầm lẫn cái vây vẩy. Vẩy cá thì mình đang sử dụng cái dòng bút Evan này, tức là chữ E, E này, V, A này, E, L này, mã thân bút số 1. Thì khi mà nó bẹt ra đấy thì nó cũng cái dạng đầu vuông, nhưng cái sợi lông của nó cứng hơn nhá, cái sợi lông của nó cứng hơn là cái sợi bút này nhiều nhá, nó cứng hơn. Cái này nó cũng rất là bền thôi vì nó cũng là đắt mà, dòng bút tốt mà, nhưng mà nó không thể bằng cái dòng bút này được. Nhưng mà cái dòng bút này thì vẽ vảy cá này rất là ok. Các anh chị và các bạn có thể mình sẽ được chọn những đặc điểm mà cái dòng bút này, cái lông nó tương đối là cứng. Cái dạng này là dạng sợi hóa học, nhưng mà cái dạng chất lượng nó cũng bút chất lượng ấy. Nhưng khi mình làm bẹt ra thì nó dạng đầu vuông này, cái dạng đầu nhọn này thì không vẽ được vảy cá đâu nhá. Đây là theo cái phương pháp của mình thôi, còn những cái người khác thì họ cũng thì vẽ được, nó cũng tùy theo cái phương pháp của mọi người. Còn nếu như mà anh chị hay các bạn mà thích những cái phương pháp của mình ấy thì có thể là làm theo cái phương pháp của mình cũng được. Thì cái bút này thì mình biết chỗ bán. Cái bút này một bộ của nó là gồm 4 cây. Ở trong Sài Gòn họ bán, thì mình mua cũng online thôi. Trước kia thì mình có mua trên XQ, trên 42XQ. Nhưng mà hiện tại thì mình đang ở Hải Phòng thì mình không lên đấy được. Nhiều bạn hỏi mua thì mình cũng không có thời gian mình đi mình mua trên đấy, vì ở trên đấy thì họ không ship online. Trước mình nên hỏi rồi có đặt online không, nhưng mà họ cũng không có trang web mà không mua được. Nhưng mà cái mua này, cái riêng cái dòng bút này thì mình biết chỗ bán rồi. Cái bộ này là có bộ 3 cây này, bộ 4 cây này và bộ 2 cây. Đấy, thì đây mình lấy thử cho một bộ xem. Cái bộ 3 cây của nó thì cái cây này này, chính là cái cây này mình đang cầm trên tay này. Còn tiếp theo là cái độ bẹt, cái độ bản của nó rộng hơn một chút, và cái cây số 3, cái giữa này nó cái dạng vát này. Cái dạng vát này thì mình cũng chưa biết là sử dụng để làm gì, nhưng họ không bán lẻ cho nên là phải mua theo bộ. Cái hàng này rất là hiếm, phải đặt hàng thì mới có. Còn nếu như anh chị không mua được thì có thể là ra chỗ văn phòng phẩm mà chọn những cái dòng bút nó có đặc điểm nó tương đối như này để vẽ vảy cá rất ok. Đó. Thì đó là những cái kiến thức mình đã chia sẻ nó tương đối là cơ bản. Ngoài ra thì sau này anh chị vẽ nâng cao lên, khi mà vẽ vào cái thành phẩm ấy thì không phải là chúng ta vẽ cá đâu, chúng ta còn vẽ hoa lá cành, hay là có thể là đây cái thân bút này thì có thể là để vẽ những cái rễ cây, vì cái đầu nó rất là nhỏ, nó nhỏ ti luôn. Đây bút mới của nó sang này, nó nhọn hoắt, nhỏ ti này. Cái này khi mà chúng ta vẽ những cái dạng rễ cây cái mờ mờ nhỏ nó rất là ok. Và cũng có thể là sau này là ngoài rễ cây ra thì có thể là vẽ những cái cánh hoa rơi, hay là nó nổi lềnh bềnh trên mặt nước, thì chúng ta có thể là chọn những cái loại cỏ như thế này. Đó. Một phát là một cái cánh hoa luôn. Đó. Thì những cái phần này thì các anh chị có thể tự tìm hiểu được.
Còn mình thì mình chỉ hướng dẫn là vẽ cá này, vẽ cá nó khó mà, chứ còn vẽ cái dòng kia nó đơn giản, không cần phải hướng dẫn gọi là quá nó tỉ mỉ đến cái mức độ như thế. Thì tất cả chúng ta nó từ cơ bản, chúng ta phải học từ cơ bản sau đó đến nâng cao. Chứ mình cũng muốn ra rất nhiều video, cũng muốn ra nhiều cái nó hay ho, nhưng mà thì sợ nó đang học cái này thì thấy cái kia nó hay hơn thì lại nó bị nhảy, mình nhảy vậy, xem này xem kia nó không thành cái đường đi được. Mình thì trước kia thì mình tầm 3 cái năm về trước, 4 năm cũng thấy những cái video ở trên trên mạng, cái người Nhật họ vẽ cá thì cũng thịt lắm, đi tìm hiểu nhau rồi xong rồi tưởng tượng ra là mình còn vẽ được một sản phẩm ở trong cái bát ấy, mà tìm một cái loại nhựa thông rồi để đổ keo rồi này. Ui dồi, cái hồi đấy nó không có resin này đâu, mình không biết, chưa ai biết. Xong về sau thì thấy nản quá thì thôi buông xuôi.